Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái chủ đề về máy đọc sách nhé. Đây mình đang có chiếc Pocketbook InPad 4, thì nó là cái thế hệ thứ tư của dòng InPad, một chiếc máy đọc sách với màn hình là 7,8 inch. Trong đoạn video này thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chiếc máy đọc sách khá là thú vị này, về cái thiết kế độc đáo của nó cũng như những cái màn hình và những cái tính năng ở bên trong. Thực ra thì đây mới chỉ là lần thứ hai mình trên tay một chiếc Pocketbook thôi. Trước đây là chiếc Era, nó là một chiếc máy nó giống như là Kindle Oasis hay là chiếc Bookspace, tức là nó là một chiếc máy đọc sách hình vuông và có cái nút chuyển trang ở bên cạnh này. Nhưng mà với chiếc InPad 4 này thì nó là một thiết kế có thể coi là tạm gọi là hình chữ nhật đi, hình chữ nhật dọc như thế này, với các nút chức năng nó được bố trí ở phía cạnh dưới và hai bên chúng ta không có nút cứng nào cả. Thì về thiết kế cũng như là ngôn ngữ thiết kế của cái máy này, nó hoàn toàn nó tương tự như chiếc Era trước đây. Cái khung kim loại bằng nhôm ở trên InPad 4 này nó không có màu sắc độc đáo, tức là màu vàng hồng như Era, nhưng mà nó cũng là một màu sắc khá là đẹp, nó kiểu như là màu nòng súng vậy. Nó không hẳn là màu bạc, nó cũng hoàn là màu xám đâu, mà các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái thiết kế cũng như màu sắc như thế này. Và ở phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình là 7,8 inch với tấm nền là Inkjet 1200, tức là những công nghệ mới nhất thì đều được tích hợp trong này, với một cái màn hình độ phân giải là 300 ppi. Ngay khi mà mở hộp ra là chúng ta sẽ thấy được những cái thông tin mà nhà sản xuất quảng cáo với chiếc InPad 4 này, có thể kể đến như là khả năng chống nước IPX8, Smart Light để tự động điều chỉnh độ sáng. Các bạn sẽ biết được rằng đây là một chiếc máy đọc sách khá là độc đáo này, nó có khả năng chống nước là IPX8, hiếm có cái máy đọc sách nào có khả năng chống nước lắm, có thể là một vài chiếc Kindle cao cấp, nhưng mà đây là một chiếc máy trong số như vậy, tức là nó hoàn toàn chống nước giống với những smartphone hiện đại ngày nay. Cái thiết kế của InPad 4 nó không hoàn toàn là vuông mà cũng không hoàn toàn là bo cong đâu, mà các bạn sẽ thấy ở trên này xung quanh những cái cạnh cũng như các góc này thì Pocketbook có vát cho nó thành những cái đường nha, để tạo cái điểm nhấn cho sản phẩm. Không chỉ là bốn viên xung quanh đâu mà bốn cái nút cứng ở trên cái InPad 4 này thì cũng có thiết kế dạng như là 3D vậy, tức là nó không chỉ đơn thuần là một cái nút đâu. Các bạn sẽ thấy là những cái nút này nó còn lồi lõm, nó còn tạo kiểu sóng khác nhau, nhìn rất là đẹp và nó cũng cho cái cảm giác bấm thích nữa. Mình luôn đánh giá cao những cái nút cứng ở trên chiếc Pocketbook này. Những cái nút cứng này nó bấm rất là nảy, thích và thiết kế chắc chắn nữa, nó không hề lỏng lẻo một chút nào cả. InPad 4 có cái loa ngoài đặt ở bên cạnh phải phía trên như này, cho nên là khi mà chúng ta nghe sách nói hay là nghe những nội dung mà phát ra âm thanh ấy, thì chúng ta sẽ thấy là âm thanh nó hơi bị lệch một chút, tức là nó rời về bên trên và bên phải. Trong khi đó thì cổng USB-C được đặt ở phía cạnh dưới và chúng ta có một nút nguồn được đặt rất là gọn gàng ở đây, tức là tất cả những nút cứng ở trên InPad 4 thì được xếp thành một hàng dài như thế này. Ở cái giao diện chính này chúng ta sẽ thấy một loạt những nút chức năng được xếp thành hàng ngang bên dưới, và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái giao diện tiếng Việt ở đây. Mặc dù cách dịch những cái câu hay những cái từ tiếng Việt nó đôi khi nó tỏ ra thiếu tự nhiên một chút, tuy nhiên thì đây là một điểm cộng, đặc biệt là so với những cái máy đọc sách Kindle nó không có tiếng Việt. Ở trong ứng dụng của chúng ta sẽ có một vài những cái tiện ích để chúng ta sử dụng với InPad 4, bao gồm chơi nhạc, lịch, đồng hồ, máy tính và một số trò chơi như các bạn nhìn thấy ở đây, cũng như là các dịch vụ chúng ta đồng bộ giá sách. Ở cái phần thư viện này nó sẽ hiển thị tất cả những cuốn sách mà chúng ta cho vào đây thông qua chép, thông qua mua sách hoặc là thông qua đồng bộ với đám mây. Như mình thì mình dùng đồng bộ đám mây, tức là từ trên máy tính mình chỉ vào cái trang web của Pocketbook, sau đó mình kéo những quyển sách của mình vào, những cái tài liệu của mình vào, và cả hai nó sẽ tự động nó đồng bộ với nhau, miễn là chúng ta kết nối cái máy này với Internet. Mặc dù các bạn thấy là nó có những cái phần ứng dụng ghi chú hay cửa hàng ở đây, nhưng mà cái InPad 4 này không phải là chạy Android nha. Nó không phải là một chiếc máy đọc sách chạy Android, mà nó chỉ là sử dụng hệ điều hành Linux đơn giản hơn, tương tự như là những cái máy của Kobo hay của Kindle vậy. Cho nên là chúng ta cũng sẽ có một cái máy đơn giản về tính năng, dễ dàng để sử dụng và thời lượng pin rất là tốt. Tuy nhiên thì nó có vẻ như là nó không nhanh và cái thời gian đáp ứng của nó không được quá cao như là những cái máy đọc sách cao cấp khác. InPad 4 chúng ta sẽ thấy có một cái phần ghi chú ở đây, tuy nhiên thì trên thực tế đây không phải là một chiếc máy đọc sách có tính năng ghi chú nha. Tức là trong cái phần ghi chú này chúng ta sẽ không thể tạo một ghi chú mới, mà chúng ta sẽ phải vào những cuốn sách chúng ta đang đọc và chúng ta sẽ chọn ghi chú thì nó sẽ lưu vào đây. Và cái máy này nó cũng không được bán kèm một cái bút nào cả. Trên thực tế thì mình có thể dùng ngón tay để mình vẽ lên, mình ghi chú. Tuy nhiên thì nó rất là hạn chế về tính năng và cái hiệu năng cũng như là cái tính hiệu quả của ghi chú nó không cao, cho nên mình đánh giá đây là một tính năng chỉ cho có mà thôi. Pocketbook cũng giống như là Kobo hay Kindle thì họ có vận hành một cái kho sách trực tuyến và chúng ta có thể lên đây chúng ta tìm những cái tựa sách chúng ta mua. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nó không có những quyển sách tiếng Việt mà nó chỉ có những quyển sách tiếng Anh mà thôi. Và cái giá đây nó hiển thị cũng là giá của đồng Euro chứ không phải đồng USD. Thì rõ ràng đây là một cái tính năng nó chỉ giới hạn ở mức địa phương, tức là có vẻ như cho thị trường châu Âu chứ nó không phải cho thị trường toàn cầu. Mặc dù khi mà mình thử chọn mua một cuốn sách nào đó thì nó sẽ hiển thị ra cái khả năng thanh toán bằng thẻ Visa hay thẻ Mastercard. Để mình thử mở một cuốn sách cho các bạn xem, thì đây là cuốn Suối Nguồn mình đang đọc dở. Các bạn sẽ thấy được rằng những cái nội dung, những cái chữ ở trên này, nó hiển thị rất là đẹp và sắc nét. Bởi vì trên thực tế nó được trang bị một tấm nền cao cấp và đẹp mà, thì không có lý gì mà nó không hiển thị đẹp ở trên này cả. Và đây là một cái màn hình được phủ lớp kính ở phía bên trên. Pocketbook nói là cái lớp kính nhưng có khả năng chống sức, tuy nhiên mình chưa thử. Ở trong cái phần cài đặt này thì chúng ta có thể chỉnh sửa một số tính năng, ví dụ như từ điển ghi chú, xoay hoặc là cài đặt. Thì cái từ điển này mình tìm thì không thấy có từ điển Anh Việt, tức là khi chúng ta đọc những cuốn sách bằng tiếng Anh thì chúng ta không có khả năng dịch
gì tiếng Việt. Hay là trong cái phần xoay này thì mình thấy rằng cái iPad nó cũng chưa thông minh lắm, tức là nó sẽ xoay giống như là cái iPad vậy. Mình để như này nó sẽ xoay, mình nằm ngang nó cũng sẽ xoay, chứ nó không có tính năng là nó khóa khi mà mình nằm xuống và mình nằm nghiêng như này thì nó không xoay như là những cái máy đọc sách khác mình trải nghiệm. Cho nên là mình sẽ tắt cái tính năng tự động xoay đi để nó chỉ đơn giản nó hiển thị như thế này mà thôi. Ở trong cái phần cài đặt này thì chúng ta có thể chỉnh được lề cũng như là khả năng giãn dòng, và mình cũng có rất là nhiều phông chữ ở đây để mình chọn. Tuy nhiên thì cái khả năng tùy biến của nó không cao. Ví dụ như chiếc BookSlip 2 của mình đi thì mình có thể chỉnh cho cái cỡ chữ nó đậm hơn một chút, nhưng mà trên đây nó không có. Nó chỉ có 3 cái setup mà thôi, đó là chữ thường, chữ nghiêng và chữ đậm, tức là tương tự như khi chúng ta soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word ấy, thì mình chỉ có thể chọn nó rất đậm hoặc là nghiêng hoặc là bình thường mà thôi, chứ mình không thể nào tăng hay là giảm một chút cái độ đậm của chữ được. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng với cái phông chữ mình đang chọn ở đây thì những cái chữ này nó hiển thị nó hơi nhạt và nó hơi mờ, mình muốn nó đậm lên một chút thì nó không có. Đổi lại với những cái file PDF mình chép vào đây thì mình có thể chỉnh được rất là nhiều, từ cái chế độ cuộn rồi là cắt xén lề thông minh, tức là những cái lề hai bên mà nó thấy trống quá nó sẽ tự động nó cắt để nó chỉ hiển thị nội dung mà thôi. Và trong cái phần cài đặt hiển thị khi mà đọc file PDF thì mình cũng có thể tăng giảm để mình kéo cái độ tương phản nó lên cao hoặc xuống thấp tùy thuộc vào cái nội dung cũng như là cái thói quen đọc. Nhìn chung thì Pocketbook InPad 4 nó cũng hỗ trợ khá đầy đủ và mạnh mẽ khi chúng ta thao tác với những cái file PDF. Mình hoàn toàn có thể zoom, phóng to, thu nhỏ hoặc là di chuyển để đọc những cái nội dung ở bên trên này. Đó là cái bài trên tay của mình về Pocketbook InPad 4, một cái máy đọc sách với màn hình là 7,8 inch, độ phân giải cao và một cái thiết kế rất là đẹp như thế này. Ở Việt Nam thì mình thấy rằng Pocketbook hiện tại chưa phổ biến như Kindle, như Kobo hay là như Books. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một lựa chọn khá là mới mẻ dành cho những ai thích đọc sách, thích sử dụng file PDF. Và bên cạnh đó thì Pocketbook cũng bán ra một cái máy tương tự như này nhưng mà với màn hình màu, tức là để chúng ta có thể đọc những cuốn truyện tranh hay là những cái file, những cái tài liệu màu nào đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình, và nếu mà các bạn theo dõi đến đây thì hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những chủ đề tiếp theo mình chia sẻ về máy đọc sách.